Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ vùng Bắc Mỹ Mountain Time. Thời gian thấm thoát trôi ra rất là lẹ. Mới đây cũng sắp sửa hết năm rồi quý vị. Để mình lướt Facebook mình thấy có nhiều câu chuyện rất là hay, cho nên mình cũng muốn chia sẻ cùng với quý ông bà anh chị các bạn. Hôm nay mình chia sẻ về cái câu chuyện gọi là kiều hối. Đây, mình lướt Facebook mình thấy những câu chuyện gọi là bàn tán xôn xao, nhất là những cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại, và những thành phần mà nó cuồng Mỹ, nó sống ở chính ngoại á, nó xem cái kiều hối giống như là của ông cố nội cha nó để lại vậy đó. Đây các bạn thấy, nó thấy con số bắt đầu nó nhảy đồng đồng lên, nó chào ơi, nhờ Việt kiều mà kiều hối nó tăng lên như vậy, rồi nuôi cả một chế độ vẫn chơi hoài. Tôi nói anh chị các bạn, vấn đề kiều hối nó nằm trong cái phạm vi gọi là gần như quốc gia nào trên thế giới cũng có, không nhiều thì ít thôi. Đây, những cái quốc gia mà di dân, những cái quốc gia mà họ có những cái lượng số người mà đi ra nước ngoài đông đảo á, và họ gửi tiền về trên nhiều lĩnh vực về kinh doanh, hay là họ đi ra nước ngoài họ lao động, họ làm việc, họ gửi về giúp người thân ở quê nhà, cái đó là trên một cái thương trường gọi là bình thường thôi, không có gì mà ghê gớm lắm, chứ không phải giống như những thành phần mà nó cuồng Mỹ hay là mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại, nó dùng cái kiều hối để đằng mà nó mị dân, các bạn biết không? Để nó nghĩ là nhờ cái kiều hối đó mà một cái cơ chế nào đó mới sống còn và tồn tại được. Nó không hẳn là như vậy, và nó hoàn toàn cũng không phải là như vậy nữa. Tại vì mỗi quốc gia người ta có cái nền kinh tế phát triển bền vững của người ta. Kiều hối thì nó chỉ là một phần trong vấn đề lĩnh vực ngoại giao, kinh doanh, buôn bán hai chiều, mà những cái người mà người ta có cái nhu cầu, người ta gửi cái kiều hối đó về cái quốc gia, mà đến cái quốc gia mà họ có cái lợi ích trong đó, các bạn thấy không? Đấy, nếu mà nói về con số mà kiều hối đó, thì hiện nay ở trên đất Mỹ có hơn 11 triệu người dân di cư Mỹ-Tây-Cơ, hay là Mexico, Mỹ-Tây-Cơ tiếng Việt, hay là người Nam Mỹ đó, kế bên Mỹ đó, là hơn 11 triệu người. Số tiền kiều hối mà người Mỹ-Tây-Cơ họ gửi về cho cái nước Mỹ-Tây-Cơ, nước Mỹ đó, mỗi một năm gần 59 tỷ đô. Kinh khủng không? Mà người ta, các bạn thấy, người ta có lên mạng, người ta kêu gào đâu, nhờ họ mà cái đất nước Mexico, cái cơ chế chính quyền đó có thể sống và tồn tại thế này thế nọ, vân vân vân. Có, bởi vì những người mà người ta đi nước ngoài, người ta sống, người ta hiểu được, họ đi làm, và cái đời sống trên là ở bên Mỹ, cái đồng tiền nó cao, và họ gửi về cái quốc gia của họ như là Mỹ-Tây-Cơ đó, là cái quốc gia đứng đầu bảng thế giới, gửi cái tiền kiều hối về cho nước Mỹ đó, các bạn thấy đó, họ gửi về như vậy thì họ nghĩ rằng họ làm được tiền, họ giúp đỡ thân nhân của họ ở quê nhà trong cái cuộc sống nó khó khăn. Mục đích của họ đi đến nước Mỹ này là như vậy, các bạn thấy, tại đời sống ở Mỹ nó rất là cao. Các bạn thấy, ngay cả thằng Mỹ-Tây-Cơ kế bên đó mà nó còn có cái sự chênh lệch về đời sống, mà nói chi Việt Nam, và kế đến là cái thằng India, thằng Ấn Độ, các bạn thấy kinh khủng không? Thằng Ấn Độ đó là cái nhóm cái gọi là cái kiều hối đứng hàng thứ hai, Trung Quốc như đứng tới hàng thứ năm lận, còn Việt Nam mình đứng thấy hàng thứ tám lận, trong đó có cả Nhật nữa. Trong cái danh sách đó, có cả thằng Nhật nữa, các bạn thấy. Nhật là một cái, cũng là một cường quốc kinh tế, mà họ cũng có cái lượng kiều hối, chứ không phải là không. Giờ người Do Thái nữa rất là nhiều, ngay cả nước Đức nữa, trong cái danh sách mà lượng kiều hối mà đứng đầu á, lớn á, gọi là tiền tỷ đô la đó, nhiều lắm. Nhưng mà những cái đám mà gọi là nó cuồng Mỹ, nó xính ngoại, thì bắt đầu cái nó ngồi đó nó ca bài ca con cá, các bạn thấy không? Nói về cái vấn đề kiều hối, từ khi chính sách đổi mới phát triển của Việt Nam, quý vị nên nhớ,
Việt Nam mình có hiện nay khoảng 3.900 nhân doanh doanh nhân kiều bào, họ đầu tư, họ về họ đầu tư trên rất là nhiều cái ngành nghề ở Việt Nam, lớn nhỏ nha các bạn. Hơn 3.900 doanh nhân kiều bào, và con số mà nếu mà nói về kiều hối á, con số đó nó đạt lên tới mức gần 9 tỷ đô la chứ không phải là ít đâu. Đây, bởi vì xã hội ngày hôm nay cái sự gọi là những cái mưu cầu hạnh phúc của con người ta, có những bà con kiều bào họ thấy rằng ở Việt Nam, ở quê nhà có cái cơ hội cho họ để họ phát triển về danh lực, về lĩnh vực kinh tế, thì họ về họ phát triển. Ê, các bạn thấy không? Họ về họ phát triển, họ đầu tư, thì cái tiền kiều hối đó nó chạy ngược về Việt Nam. Đây, họ chuyển về Việt Nam để đặng họ đầu tư, để họ có thể tạo công ăn việc làm và giúp những cái người khác, trong đó có thân nhân của họ. Đấy, nhưng mà mấy cái đám mà gọi là cùng Mỹ hay là chống cộng, thiên tạc chống phá Việt Nam á, mỗi lần mà nó nghe kiều hối nó ngồi đó nó khóc, nó khóc. Các bạn thấy tôi nói, tôi lên mạng nhiều, nhiều thằng, mấy thằng mà chống cộng ở hải ngoại nó đem cái kiều hối ra nó khóc, mà tôi ngồi tôi thấy nó cười ngã nghiêng ngã ngửa luôn đó. Nó làm giống như là tiền của nó vậy các bạn, nó giống như là tiền của nó, của ông cố nội cha nó, của tổ tiên dòng họ nó để sẵn rồi, cái là nó xách rồi cái nó gửi về, phải như mà nó gửi thẳng vô cái gọi là ngân hàng nhà nước Việt Nam á, nói tiền này là chúng tôi gửi về nè, gửi thẳng vô ngân hàng nhà nước Việt Nam á, thì nó ngồi nó chửi mình à, nó nói mình không nói gì các bạn biết không. Mà đằng này những cái người ta gửi về Việt Nam á, các lượng kiều hối á, người ta không nói, tại vì người ta rất là thực tế và thực dụng, người ta làm đồng tiền của người ta đã bỏ ra, người ta làm, người ta kinh doanh, người ta đầu tư, người ta cho thân nhân, giúp thân nhân, người tạo công ăn việc làm cái này vân vân vân, người ta không có kể, người ta không có ngồi người ta khóc. Mà mấy cái đám cuồng Mỹ mà chống cộng đồ đó, chàng đất ơi, mỗi lần mà nó nghe kiều hối mà báo cáo số lượng bao nhiêu đó ngồi nó khóc các bạn ơi. Nó khóc, nó nói là nhờ đó Việt Nam mới có thể sống được, rồi đất nước Việt Nam mới giàu mạnh, con người Việt Nam mới khá lên. Các bạn thấy nó chớ chiêu lắm. Mấy cái đám mà chống cộng, cái lũ Việt Tân rồi mấy cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại đồ, tụi nó rất là tục tiểu. Nó tục tiểu một cách dã man luôn. Tôi nói với chuyện các bạn, bởi tôi gọi là cái lũ ô hợp. Chúng nó toàn là nghe hơi nồi chó. Đó. Tôi nghe có người nói là nói nghe hơi nồi chó, người thì nói là nghe hơi nồi chó. Tôi cũng bắt chước, tôi nói theo như vậy. Rồi tôi tham gia mấy cái diễn đàn, tôi nghe mấy người Bắc họ nói chuyện á, nó nói mày nghe hơi nồi chó, đứa thì nói nghe hơi nồi chó, thì đại khái mấy lời giống là như vậy các bạn thấy không. Mấy cái đám chống cộng này tụi nó toàn là nghe hơi nồi chó không à. Cái lũ này các bạn biết nó khốn nạn và nó mất dạy lắm. Tôi nói các bạn mà lên mấy cái diễn đàn chống cộng, tụi nó nói chuyện năm này tháng nọ ngày kia, ôm quá khứ hận thù, ôm những cái gì mà nó không tồn tại, và bắt đầu nó dùng những cái thứ đó để đặng mà nó lừa bịp những dư luận và những cái người mà mê muội. Các bạn thấy rất là tội nghiệp. Khi tôi lướt Facebook và tôi đi tham gia mấy cái cộng đồng mạng anh chị các bạn, tôi thấy tụi nó ngồi nó rêu rao những cái chuyện mà nó không đi vào đâu hết. Nó ngồi nó toàn là gọi là nịnh hót với nhau, rồi bắt đầu tung hô nhau, đem ông Diệm ra cho, đưa ông Diệm lên tới chín tầng mây. Những cái nhóm mà các bạn biết, người Công giáo mà gọi là Bắc Năm Tư, tôi không, đây không phải là phân biệt vùng miền các bạn biết không, những thành phần đó nó cuồng ông Diệm ghê gớm lắm, ở trên những cái cộng đồng mạng hay là trên mạng xã hội không gì đó, những cái tổ chức mà của những người Công giáo, chàng ơi, nó ca ngợi ông Diệm giống như là một thánh nhân vậy đó. Tại vì ổng cũng là Công giáo các bạn thấy không, nó xem ổng như là một người tử đạo mà. Kinh hồn lắm. Tôi hỏi thế thì xem ổng như một thánh nhân vậy sao, ca ngợi ổng vậy sao, hồi lúc mà ổng nắm quyền á thì sao đi giết ổng. Là nó chửi tơi bời quá lá. Các bạn biết nó chửi tơi bời quá lá.
mê gì ông lắm, ca người ông mà lúc ông còn sống là giết anh em, giết cả dòng họ nhà ông, không chừa một mạng người. Tới nỗi mà Ngô Đình Nhu rồi tới Ngô Đình Thục đem ra xử bắn luôn, kinh không. Tới nỗi bà Nhu phải chửi là chúng nó giết chồng tôi. Mà bây giờ các bạn mà lên mấy cái cộng đồng mạng, mấy cái thành phần mà gọi là nhóm mà chống cộng quá khích đó, nó ca ngợi ông Diệm dữ lắm. Rồi bây giờ trong nước cũng có một số nhóm đó, nó mới nổi lên đó, nó giật dậy cái xác chết của ông Diệm, như bọn Thục Nam Họp rồi mấy cái đám mà bày quạ đen đó, đó dùng cái sử dụng cái tôn giáo nó làm cái thuốc phiện ru ngủ lòng người các bạn, kinh lắm. Mấy cái tụi chống cộng bây giờ nó kinh, con người của tụi nó các bạn biết, nó bị dân giả mà thấy tụi nó là thấy ớn chờ đầu. Nhiều khi mình chỉ ngồi nghe, lâu lâu mình phát biểu, mình lên mình cầm microphone mình tranh luận với tụi nó là nó nhảy dựng lên tại vì nó sống không có, nó sống trong quá khứ mà các bạn không sống trong quá khứ mà. Thôi thì mình cũng dừng lại ở đây, mình chia sẻ vấn đề kiều hối là chính, vấn đề kiều hối các bạn thấy đó. Đó, ngay cả Trung Quốc cũng có cái lượng kiều hối còn hơn Việt Nam. Ấn Độ đứng thứ nhì đó các bạn, hàng Mỹ Tây Cơ là Mexico đó là đứng thứ đầu, rồi mới tới Ấn Độ, India, rồi mới tới cái thằng Guatemala, cái thằng đó cũng ở bên Nam Mỹ. Thằng đó hình như là nó thuộc của Cuba, Guatemala, cái thằng đó, cái bán đảo đó nó cũng thuộc về dân, thuộc về của Cuba đó. Mà mấy cái tụi mà nó đứng danh sách đó thì nó không nói Cuba, các bạn biết không, tại dân dân mà gọi là ngoại kiều đó, ở Cuba nó bơi từ bên cái đảo Cuba, nó bơi qua qua Mỹ, bơi qua Florida cũng rất là nhiều. Tại Mỹ nó có cái chương trình nó gọi là hãy ai bơi qua được đụng đất dân Cuba, mà ai mà bơi qua được á, đụng đất liền của Mỹ là nó cho định cư. Đấy, mục đích nó có nói là thì giống như là trước 75 là nó cái dùng cái chiến thuật rồi các bạn biết, giống như hồi mà dân Bắc di cư vào Nam vậy đó. Đấy, nó ra những cái chính sách gọi là Đức Mẹ vào Nam rồi là phải theo vô Nam. Thằng Mỹ mà nó mà không thích ai thì nó kiếm cách để đặng mà nó phá, nó tạo ra những cái sự kiện, nhất là nó đánh vào những cái mà bát đồng tiền bát gạo, cái bát cơm của cái người dân mà lao động phổ thông anh chị, và nó đánh tâm lý vào đó, nó đánh tâm lý làm cho những người đó họ bức xúc. Đây, qua qua Mỹ đi, bên Mỹ của tao có rất là nhiều bơ nè, nhiều sữa nè, mày cứ tới đi là tao cho mày ăn nè. Đấy, các bạn thấy không? Nó là như vậy đó, nó dùng cái chủ nghĩa vật chất. Hồi mà di cư, những người Bắc năm tư di cư vào Nam cũng vậy, vô là cất nhà cất cửa cho ở. Đấy, cho đất cho đai, là ai là cũng phải là con nuôi ông Diệm á, thì được thăng chức ầm ầm ào, được cung cấp, được tài trợ đủ thứ hết, cái gì cũng cũng phi, không tốn tiền. Đấy, cái chủ nghĩa mà gọi là mà nó cái chủ nghĩa bất di bất dịch đó, nó dùng cái vật chất nó mị dân. Hiện nay ở Việt Nam mình cũng vậy, các bạn thấy tụi nó phần nhiều đánh tâm lý vào những cái người mà nhẹ dạ cả tin, những người bất mãn cơ chế, những người theo bác và đảng, ăn cơm của bác và đảng xong rồi quay qua bất mãn. Tôi ghét nhất thành phần đó, tôi khinh bỉ dã man, nhất là những thành phần hiện nay mà đi ra nước ngoài rồi. Các bạn biết, tôi còn biết cái ông này đi ra nước ngoài rồi, định cư nhập nhập quốc tịch nước ngoài luôn rồi, lên mạng chửi Bác Hồ, chửi đảng mà vẫn còn lãnh lương hưu. Việt Nam mình sao không có những cái sự gọi là cơ chế, nó gọi là rõ ràng hơn để đặng cho những người đó họ không có lợi dụng như vậy, rất lấy làm tiếc các bạn. Nhiều người qua Mỹ tôi gặp tranh luận xong hỏi bắt đầu hồi là té ra đó, con cái lãnh qua Mỹ bắt đầu ngồi đó ca tụng Mỹ, chửi bác chửi đảng,
mà lãnh lương, mà vẫn lãnh lương hưu nha, không bỏ nha, ghê thật. Các bạn biết Mỹ nó quản lý dân sự rất là hay. Một khi mà anh đi đâu anh làm cái gì nó biết à. Như những người mà ăn trợ cấp xã hội của nó vậy đó, nó mà biết anh đi Việt Nam mà anh đi hoài, anh đi trên 3 tháng hay là hơn cái mức quy định của nó đó, là nó để ý, nó theo dõi anh, là nó cắt cái trợ cấp xã hội anh ngay. Còn ở Việt Nam mình, các bạn thấy có những người có đã ăn ăn vẫn ăn ăn tiền hưu mới tức, mới bực mình chứ, tiền xương máu của nhân dân mà nó quay qua nó chửi bác bà đảng, vẫn cầm cái thẻ đảng khoe nữa chứ, khốn nạn như đến độ như vậy. Thôi mình dừng like đây, xin trả microphone mời ớ quên xin trả microphone. Ô, mình quen, mình lên trên mạng mình cứ tưởng đâu mình đang nói ở trên mấy cái diễn đàn. Mình tham gia ở mấy cái diễn đàn chống cộng của bạn, mỗi lần cầm mic xong đó mình nói xong hết cái mình trả microphone cái diễn đàn, mình quên mình đang live stream ở Facebook. Ok thôi mình xin dừng like ở đây nha, thiệt tình. Bye 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 bye.